Con thấy tay hay là phía ngực thầy cũng có hình xăm phải không thầy? À. Wow, trời ơi, thầy xăm kín tay luôn á cô chú anh chị. Là còn cái chỗ nào nữa mình xăm nữa không thầy? Rồi. Vậy là tính ra là thầy xăm kín mình luôn rồi. Trời ơi. Thật là Phật pháp rất là nghiệm màu luôn á cô chú anh chị. Là ngày trước thầy ở trên Sài Gòn thầy đi thu tiền góp cũng như là đòi tiền bảo kê. Vậy nếu mà thầy dùng những cái lời tiếng nói như vậy mà người nợ mà trả tiền cho thầy là con biết ngày trước thầy cũng có máu mặt ở trong giang hồ lắm. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do nào mà thầy ngủ một cái giấc mơ mà thầy lại chọn cái con đường tu tập. Thấy A Di Đà kêu sao con về tu, con chỗ nào không tu, nếu tu tu độ chúng sanh, Dạ. không tu sao tu độ chúng sanh, tại sao mà mới đi tu? Là chỉ có một cái giấc mơ đó thôi là thầy chọn cách là đi tu luôn. Con cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng mà thầy có những cái lời khuyên nào đến cho những người mà người ta chưa có giác ngộ mà người ta còn ở ngoài làm những cái việc mà chưa có đúng đó thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô hôm nay nói cho bà con tôi quá và một chục anh thân thị chú bá gần xa nơi gần nơi xa niệm Phật làm mình thứ nhất mình giải nghiệp cho mình và tại vì mình hồi đó tới giờ mình ăn thịt chúng sanh Dạ. là ở dưới đưa lên Dạ. ai thiếu nợ phải trả nợ. Dạ. Bởi vậy mình phải biết tu, quay đầu là về tu Dạ. mới giải thoát cho mình, mới cứu độ ba tánh Dạ. và chúng sanh. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Quân xin mến chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Hiện tại thì buổi trưa ngày hôm nay á, thì Quân đang có mặt ở Long An cô chú anh chị. Hôm nay thì Quân tìm đến một cái nơi ẩn tu của một vị thầy, đích danh là thầy Thích Nhận Nhân. Thì Quân được một người anh chia sẻ là ngày trước thầy Thích Nhận Nhân là một người cũng có máu mặt ở trong xã hội ngày trước, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà thầy lại bỏ cái chốn giang hồ và về quê để tu tập ở trong một cái khúc nhỏ. Quý cô chú anh chị, thì không để cô chú anh chị mình chờ đợi lâu, thì giờ Quân mời quý cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong để gặp thầy cũng như là tìm hiểu về cái câu chuyện vì sao một người từng có máu mặt trong giang hồ lại ẩn tu đến 14 năm, 15 năm trong một cái cốc nhỏ ha cô chú anh chị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con chào thầy. Dạ thầy cho con xin cắm cái mic nha thầy. Dạ thầy cho con một cái anh con chia sẻ là thầy phải tên là thầy Thích Nhận Nhân không nhỉ? Dạ anh con chia sẻ là hiện tại là có một vị thầy đang tu tập ở trong một cái cốc nhỏ. Dạ hôm nay con tìm đến thầy không biết là có làm phiền thầy không ha. Dạ hiện tại thầy đang làm gì hả thầy? Chuẩn bị vẽ Chuẩn bị vẽ nè, ma sư tổ. Đạt Ma Sư Tổ à? Cái bức ảnh Đạt Ma Sư Tổ là thầy vẽ được khoảng bao nhiêu ngày ha? Mới vẽ hồi qua có một ngày à. Một ngày là lên được nét rồi. Dạ. Tới bữa chiều vẽ tới tối giờ Dạ. xong này nét xong giờ chưa chưa hoàn thành còn Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thầy cho con hỏi là con nghe được người anh chia sẻ là thầy đã ẩn tu ở trong cái cốc này là được khoảng là 14 15 năm luôn hả thầy? Dạ và con dạ là con được biết là ngày trước là thầy cũng từng là một người mà có máu mặt ở trong giang hồ. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do nào mà thầy giác ngộ hay là như thế nào mà thầy lại chọn cái con đường tu tập và ẩn tu ở đây. Nên hôm nay con tìm đến thầy để con nhờ thầy chia sẻ cái
cũng như là cái con đường tu tập của thầy, vì sao mà thầy chọn cái con đường tu tập để thầy ẩn tu á? Dạ. Đó nhờ Phật pháp á, nhờ Phật nằm mơ á thấy Phật, nhờ Phật kêu, Phật kêu sao con tu nhà biết chỗ nào con tu, giờ mới tu. Là ngày trước lúc thầy chưa tu là thầy nằm mơ, thầy thấy một cái giấc mơ là Phật về gọi thầy đi tu. Dạ. Là ngày trước lúc thầy đi tu á là thầy con nghe nói là thầy ở cũng có máu mặt, là mình làm cái công việc như thế nào á thầy? Thầy ngớp là ở thành phố ngớp á, giờ người ta không kêu, thấy mình vậy á, giờ người ta kêu mình vô phụ người ta, giờ mình vô mình làm. Là ngày trước thầy ở trên Sài Gòn thầy đi thu tiền góp cũng như là đòi tiền bảo kê. Là thầy làm cái công việc đó là khoảng bao lâu hả thầy? Mấy năm. Mấy năm. Là mình đi đến nơi mà người ta thiếu nợ là mình đến mình đòi. Dạ. Dạ. Dạ sao mày ngủ thấy Phật pháp á, giờ sao mày không làm nữa, rồi bỏ về tu. Là ngày trước lúc mình đi đi nồi đòi nợ đó thầy, cho kinh phép được gọi là nợ nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Là thầy mình có chửi bới hay là mình có đánh đập người khác không mà? Không. Là mình chỉ đi dùng tiếng nói mình đi đòi thôi. Ừ, tiếng nói thôi. Dạ. Nam nếu muộn thì đâu là phải trả cho mình ra. Dạ. À, giờ sau thầy ăn cơm mấy ngày thầy ăn nó cho biết. Dạ. Rồi xong vậy á. Vậy nếu mà thầy dùng những cái lời tiếng nói như vậy mà người nợ mà trả tiền cho thầy, là con biết ngày trước thầy cũng có máu mặt ở trong giang hồ lắm, nhưng mà không hiểu vì cái lý do nào mà thầy ngủ một cái giấc mơ mà thầy lại chọn cái con đường tu tập. Ngủ thấy A Di Đà kêu sao con về tu, con chỗ nào con tu, nếu tu chủ độ chúng sanh. Dạ. Không tu sạch chủ độ chúng sanh là sao mà mới đi tu. Là chỉ có một cái giấc mơ đó thôi là thầy chọn cách là đi tu luôn. Đúng rồi. Vậy từ lúc mà thầy từ biệt anh em, từ biệt cái nơi mà mình đi làm việc mà đi nồi nợ đó, là mấy anh em hay là những người trong cái nhóm đó là người ta có nói thầy như thế nào? Dạ, trong nhóm đó là người ta có nói thầy như thế nào không? Không nói gì hết. Thầy mình bỏ, mình không làm, mình bỏ có nói gì đâu. Là bỏ tất cả là mình đi về quê mình ẩn tu đi luôn. Ừ. Dạ. Hình như là con thấy tay hay là phía ngực thầy cũng có hình xăm phải không thầy? À. Wow. Trời ơi, thầy xăm kín tay luôn á cô chú anh chị. Là còn cái chỗ nào nữa mình xăm nữa không thầy? Rồi. Vậy tính ra là thầy xăm kín mình luôn rồi. Trời ơi. Thật là Phật pháp rất là nghiệm màu luôn á cô chú anh chị. Ở cái ngôi mà hiện tại thầy đang tu tập á, là ngày trước là cái nhà của mình hay là cái nhà của mình? Dạ. Là hiện tại thầy đang tu tập ở đây với ai thầy? Lúc đó đang tu một mình. Tu một mình. Là sao bị bệnh á, bị bệnh tim. Thầy bệnh tim. Phổi. Dạ. Rồi sao mà con Phật tử về lo? Là hiện tại trong cái này mình gọi là cốc hay là ngôi chùa thầy? Cốc. Cái khóc nhỏ hả? Tỉnh thất nhỏ á. Dạ. Là Phật cũng có Phật tử là thường ngày đến đây để tu tập với thầy. Tập. Dạ. Là ngày trước mà khi mà thầy xuất gia đó là thầy có gia đình hay là như thế nào không thầy? Có bà mẹ, và bà mẹ mất rồi. À, thầy trước là thầy sống chung với mẹ. Nhưng mà mẹ thầy mất rồi. Và thầy không có vợ con rồi luôn ha. Không. Dạ là trước giờ sống độc thân. Dạ em trai đang ở tù rồi. Ở tù. Dạ. Rồi từ lúc mà thầy tu tập ở đây á thì nay khoảng 14 15 năm á thì thầy có ngộ ra được những cái gì mà quý giá trong cái cuộc sống này không thầy? Có. Quý
quý giá là tái vào mình đọc kinh niệm Phật. Dạ. Một ngày thì thầy đọc kinh khoảng bao nhiêu tiếng hả thầy? Hồi đó đọc nhiều lắm, tới chiều 6 giờ tới 8 giờ mấy. Dạ. Tới tối. Dạ. Rồi ăn cơm công tử. Chị, thầy chỉ ăn cơm một cử thôi. Rồi xong rồi sau này bệnh quá rồi ăn được 2 cử. Dạ. Là tối mình có ngồi thiền hay là sao không thầy? Có, ngồi thiền rồi đọc kinh niệm Phật. Dạ. Niệm Phật hồi hướng cho bá tánh. Dạ. Nên kinh tự chép. Dạ. Chép ra. Những cái cuốn kinh này là thầy tự chép ra luôn. Tự chép. Là mình tự chép ở đâu ra thầy? Đây, cuốn này. Dạ, cho con xin phép quay nha. Này, cuốn này. Dạ, Lăng Nghiêm. Ừ. Dạ. Chép ra nhà kinh A Di Đà. A Di Đà với cuốn này chép thành một. Dạ. Thì mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm kêu chép hai cuốn thành một cuốn. Dạ. Vậy hiện tại thì thầy tu ở đây mình có trị được những cái bệnh mà nhân gian cũng như là đau nhức hay là cho trẻ bị được. Thức giấc rồi á thầy? Được, được hết. Là ở đây là thầy làm những cái việc đó được hết luôn? Được. Dạ. Có cái tấm bản ngoài vậy? Là có cái tấm bản thì thầy trị cho... Thì ra bệnh nội kia, cào gió, giấc hơi, phấn nguyệt. Là thầy một tay thầy làm hết luôn? Dạ. Hiện tại bây giờ là thầy tu tập ở đây đó. Rồi thầy mình có làm cái công việc gì thêm để mình mua nhang đèn hay là trái cây đồ gạo muối để cúng kiến không thầy? Không có. Là thầy không, hiện tại là không có làm gì luôn. Là tại vì bệnh sao làm? Dạ. Bệnh tay mà. Dạ. Làm một bơm sâu nước hay là cũng mệt nữa. Dạ. Con thấy dáng thầy hơi nhỏ nè. Dạ. Dạ. Còn thầy cũng hơi ốm nữa. Bệnh á. Dạ. Dạ ngang đã mệt tay mà. Hình như là phía đây là thầy mới chỉnh trang lại phải không thầy? Đúng rồi. Đó, vẽ rồi. Là những cái bức Phật này là thầy tự tay vẽ luôn. Đúng rồi. Wow. Vẽ. Dạ. Đây là đại hiếu một tiền liên. Dạ. Đó. Đây là cha A Di Đà. Cha A Di Đà. Cha Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Bổn Sư Thích Ca. Đây là Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ. Ta vẽ chú Văn Đồng. Dạ. Bức ảnh Đạt Ma Sư Tổ này mất khoảng bao nhiêu ngày nó mới hoàn thành xong thầy? Hai ngày. Hai ngày. Là tô áo quá. Dạ. Tô áo mới hoàn thành. Nhâm tô giống vậy. Dạ. Là khi mà thầy phát họa lên thầy vẽ đó là thầy có nhìn qua trong ảnh trong sách không? Không. Là thầy tự nghĩ trong đầu thì phát ra luôn. Thôi sao hay vậy? Tại vì nằm trong đầu. Là hiện tại nằm trong đầu thầy luôn. Trong đầu. Là thầy suy nghĩ ra thì thầy tự vẽ ra luôn. Là màu sắc là thầy tự vẽ ra luôn. À. Phải nói Phật Pháp rất là nghiệm mạo luôn. Một người mà ngày trước từng là có máu mặt ở trong giang hồ, từng đi đòi nợ thuê, nhưng mà chỉ một cái giấc mơ thôi mà thầy lại hồi hướng quay đầu. Hiện tại là thầy đang đi cứu chúng sanh, độ cho bá tánh. Mình ai gặp người ta hoàng hỏi được bệnh tiêu tan. Dạ. Mẹ Quan Âm á. Dạ. Nói là con có người vô nha con. Là biết có người vô. Là trước khi mà có người vào là sẽ tối thầy ngủ cái giấc mơ là sẽ báo cho thầy trước. Báo. Wow. Không, bởi vậy nãy mà quán nàng biết vô rồi á. Là thầy biết là con chuẩn bị vô luôn hả? Nam Mô Di Đà Phật. Không biết ai vô rồi. Dạ. Có người vô. Dạ, con Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Thầy cho con hỏi là hiện tại thầy tu ở đây nè, thầy không có làm cái công việc gì á, thì mình có được Phật tử đến đây để cúng dường, để mình mua bông hoa cũng như là chỉnh trang ở đây không thầy?
ít lắm hả? Vô. Dạ tại vì cái cô thấy mà, đúng rồi. Cô thấy thầy ẩn tu ở trong một cái góc nè, cái am này nè là rất là xa với lại ở ngoài đường lộ lớn luôn. Nên ít có người nào biết ở trong cái am của mình để vào đây để cúng dường cho thầy. Thì hôm nay cũng nhân cái clip này thì con được một người anh chia sẻ đến đây để ghi hình cũng như là chia sẻ cái quá trình tu tập của thầy á. Thì con cũng mong cô chú anh chị trong nước ngoài nước khi mà xem được cái đoạn clip, cái video mà con chia sẻ về thầy Thích Dựng Nhân. Dạ thầy Thích Dựng Nhân. Dạ. Nếu cô chú anh chị thì xem được có muốn cúng dường á thì cũng như là mình giúp cho thầy chỉnh trang lại cũng như là tiền để thầy mua nhang đèn nè, cúng kiến á, thì cô chú anh chị mình có thể là giúp cho thầy được cái phần nào. Thì Quân cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Hiện tại thì theo con biết thầy thì ở ngoài có rất là nhiều những cái vị sư, vị thầy mà người ta khoác lên một cái áo, kiểu như là người ta khoác lên một cái áo vẽ bề ngoài thôi là người ta nói là một vị sư, nhưng mà trong cái lòng người ta cầm cái bát hay là như thế nào, người ta ra ở ngoài đường người ta đi xin, người ta đi khất thực đó thầy, nhưng mà người ta chủ yếu là người ta đi xin, cái mục đích là người ta kiếm tiền đó thầy. Mô Phật sáng hôm nay nói thế là ai làm gì làm không biết, tôi chỉ biết mình tu mình giải thoát cho mình thôi. Dạ. Ai làm gì làm ra thì người ta tu. Dạ. Có phước người ta hưởng. Dạ. Và nếu mà ta không có phước á, người ta mang tội. Dạ. Mình cũng biết vậy, mình chỉ mình biết mình tu. Dạ. Mình giải thoát cho mình thôi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ con hiểu được cái ý của thầy, là khi mà thầy chọn cái con đường tu tập này là thầy sẽ bỏ hết những cái tham sân si ở ngoài đời, thầy sẽ bỏ hết. Thầy chỉ biết là hiện tại thầy đang tu tập ở đây thôi, còn ở ngoài đời thế gian thì ai làm bất cứ ai thì thầy không quan tâm ha. Dạ. Thầy nói thật, Phật Pháp rất là nghiêm màu luôn. Ở đây là con thấy hình như thầy cúng cơm á, là mình cúng một ngày khoảng bao nhiêu lần hả thầy? Có chỉ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ là cúng Phật. Cúng Phật. Còn bình thường ăn á là mình giái. Dạ. Cúng Phật. Tới giờ là cúng Phật cho Phật á. Dạ. Cúng dường Phật. Dạ. Tí xíu nữa thầy cho con xin thắp hương bàn Phật với lại bên phía của bà nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thầy cho con xin hỏi thêm một tí xíu nữa là ngày trước á, khi mà thầy chưa có xuất gia hay là thầy quy y á, là mình có quy y không hay là mình tự mình có quy y? Lúc đó là quy y Thích, lúc đó là quy y Thiện Kim. Là xuất gia Thích Nhận Nhân. Thích Nhận Nhân. Xuất gia là Thích Nhận Nhân. Còn mình quy y Phật Pháp á, Thiện Kim. Dạ. Ở đây thì những ngày dằm thì thầy cũng đều cúng kiến ha. Cũng bình thường. Dạ. Có chỉ dằm lớn á, dằm tháng 7 nha. Dạ. Vô thầy, vô chùa. Là thầy sẽ đi về chùa của thầy. Dạ chùa. Mà nơi thầy xuất gia. Chùa Pháp Duy Mỹ Lộc. Dạ. Ở đây con thấy những cái sợi chuỗi này là khi mà thầy ngồi niệm Phật đọc kinh là thầy sẽ đeo vào để đọc kinh hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đọc kinh. Đọc xong rồi tháo ra. Dạ. Nắng lên lại. Dạ con thấy ở đây thầy ở trên một cái trống nè. Nam Mô Di Đà Phật cho con xin phép được ghi hình. Con thấy thầy ghi là cha mẹ Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Mẹ Diệu Trì Thành Mẫu Đại Từ Tôn. Dạ. Ở đây là thầy có thờ mẹ Ngọc Hoàng Thượng Đế. À không có khôn, không có tiền mà khôn, khôn mắt lắm. Nghe thầy nói mà thương cô chú anh chị. Ở đây là thầy chỉ thờ một cái bức ảnh thôi.
không có tiền thầy để thầy mua cái khung. Còn thiếu hai tượng. Dạ. Thiếu hai tượng. Ở đây là mình còn thiếu tượng gì nữa thầy? Tượng là thiếu hai tượng ông hộ pháp với ông tiêu. Ông hộ pháp với lại tiêu. Ông tiêu. Dạ. Thì con mong thì trong cái thời gian sắp tới là gần nhất là thầy sẽ được với Phật tử hay là như thế nào á, Phật phép nghiệm màu sẽ cho thầy thỉnh được hai tượng Phật để về thầy thờ thờ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, hiện tại bây giờ thì con biết á là ở trên trên trời á là Phật Thánh Tiên, với lại ở dưới đất á là hiện tại người ta đang cho những cái vong linh người ta lên trên hết rồi, là hiện tại bây giờ là rất là nhiều người cái lòng dạ người ta không tốt, người ta sống trên đời này mà người ta kiểu như là rất là con cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà thầy có những cái lời khuyên nào đến cho những người mà người ta chưa có giác ngộ mà người ta còn ở ngoài làm những cái việc mà chưa có đúng á thầy? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô hôm nay nói cho bà con người quá và một chục anh chị chú bác gần xa nơi gần nơi xa niệm Phật làm mình thứ nhất mình giải nghiệp cho mình, và tại vì mình hồi đó tới giờ mình ăn thịt chúng sanh. Dạ. Là về ở dưới đưa lên. Dạ. Ai thiếu nợ phải trả nợ. Dạ. Bởi vậy mình phải biết tu, quay đầu là về tu. Dạ. Mới giải thoát cho mình, mới cứu độ ba tánh. Dạ. Và chúng sanh. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thầy Quân quay xung quanh cái nơi mà thầy tu tập của chú anh chị. Dạ. Ông Tiêu. Ông Tiêu. Không có tượng, bà dạy vẽ vậy á. Dạ. Là hiện tại thầy đang mơ ước là thỉnh pháp được ông hộ pháp và ông Tiêu là tượng nhỏ để mình thờ phía trên, hay là mình sẽ thở ở đây, luôn hả thầy? Nếu mà hai ông đó là giữ cửa. Dạ. Hai ông hộ pháp và ông Tiêu là giữ cửa. Đúng. Dạ. Là hiện tại là thầy đang mơ ước được ông hộ pháp và ông Tiêu là sẽ mình để đặt ngay xin đặt tượng mẹ Quan Âm đứng cho bà tôn á. Dạ. Tới người ta lại. Dạ dạ. Phải nói mà khi mà đến đây Quân ghi hình đó cô chú anh chị thì phải nói rất là thương thầy, thích nhuận nhân thầy. Từng là một người có mặt nhưng mà thầy lại bỏ hết cái con đường để thầy hồi hướng thầy tu tập. Kêu là bỏ tà theo chánh. Bỏ tà theo chánh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy chọn cái con đường tu tập, nhưng mà khi mà đến đây chia sẻ cái nơi mà thầy tu tập á thì thấy hiện tại thì thầy còn thiếu rất là nhiều. Cái nơi thì thầy tu một cái cốc nhỏ, thầy còn thiếu rất là nhiều tượng Phật. Thì cũng mong cô chú anh chị khi mà xem được cái video này á, mình có muốn phát tâm thì có thể là liên hệ cho Quân, Quân sẽ giúp cái phần nào cho thầy thì Quân sẽ cố gắng kết nối ha cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay con đến đây con gặp thầy là một cũng là một cái nhân duyên mà con đến đây con gặp thầy. Dạ thì khi mà trao đổi với thầy thì con cũng biết được thầy và con cũng học được rất là nhiều. Khi mà mình sống ở đời thì mình cũng bớt tham sân si, với lại mình sống mà mình không có thiện, hay là mình hiện tại mình đang ăn mặn mà dối, dạ, lừa dối, rồi mình hiện tại mình chưa có ăn chay được, mình đang còn sát sanh hay là mình tạo nghiệp như thế nào thì mình cũng như mình giảm bớt cái phần nào. Dạ. Dạ thì Quân cảm ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã xem hết video về cái nơi tu tập của vị thầy Thích Nhuận Nhân. Dạ, cái nơi Tịnh Thất Hiệu Pháp. À, nãy giờ Quân không có để ý Tịnh Thất Hiệu Pháp ha cô chú anh chị. Thì Quân sẽ hẹn quý cô chú anh chị mình ở cái video tiếp theo.
quay về nơi tịnh thất hiệu pháp ha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị mình ở cái video tiếp theo. Dạ con Nam Mô Di Đà Phật thầy, con xin phép của thầy con về. Dạ.